Nhà đất Nam Đài xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay nhà đất đang tải lên một mảnh vườn ở tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Từ vị trí đây, đây nhà đất đang đứng ở trong cái vườn chúng ta. Lô đất của chúng ta có khoảng có 8 mét từ cái vườn này đi ra tới đường liên xã kia. 8 mét đất của cùng một chủ để đi vào cái vườn chúng ta đây ạ. Cái vườn này tổng diện tích trên bìa là 5 sào nhé quý anh chị, 5 sào. Hiện tại giờ gia chủ đang trồng toàn bộ cây gáo vàng này ạ. Tất cả cây gáo vàng đã vào khoảng thứ 4, thứ 5 tuổi rồi. Có một căn nhà cấp 4 nữa đây nha quý anh chị. Lô đất ngay trung tâm nhá, gần trung tâm thị trấn Chư Sê nha quý anh chị. Từ vị trí đây chúng ta về tới trung tâm thị trấn huyện Chư Sê, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, quốc lộ 14A bán kính trong vòng 2 cây số thôi nhá quý anh chị. Chỉ 2 cây số thôi là chúng ta về tới trung tâm Ủy ban dân huyện Chư Sê. Một lô đất đẹp với nền đất bằng đất đỏ ba gian đã được chủ nhà rào dầu xây vùng quanh mảnh đất chúng ta, xây bao loan là bờ rào tường hết nhé quý anh chị. Trên đất bây giờ tài sản trên đất là có cây gáo vàng và một số cây ăn trái giống như cây bơ, trồng khoảng cỡ tầm 500 cây gáo vàng. Đất đây quý anh chị về nhà đầu tư sinh lời hoặc về đây sinh sống chúng ta có thể định cư ở đây được. Trường học cấp 3, cấp 1, cấp 2 loanh quanh chỉ bán kính trong vòng 1,5 cây số đổ lại thôi ạ. Phải nói một nô đất đẹp nha quý anh chị. Đấy ạ, quý anh chị thấy đấy ạ. Thứ nhất đất sẽ bay lai cam cho quý anh chị thấy khu dân cư ở đây ở đông thế nào ạ. Để nhà đất nhắc lại là nguyên cái vườn đây á là tổng diện tích là 5 sào đã được xây tường vùng quanh bằng tường hết. Ở trong có một căn nhà cấp 4 và có 8 mét từ vị trí đây ra tới đường liên xã, chiều sâu khoảng 60 mét ạ. Chúng ta có thể về ở đây, mặt bằng này chúng ta làm nhà kinh doanh mua bán ở đây, bởi vì dân cư ở đây ở đông nhá quý anh chị nhá. Đó, một lô đất thuận tiện nhá quý anh chị. Và đây ạ, con đường này đang được thi công nhưng quý anh chị, con đường này rộng khoảng 12 mét. Từ vị trí đây chúng ta về tới quốc lộ 14A, trường học cấp 3, bệnh viện, chợ bán kính trong vòng 2 cây số là về tới huyện Chư Sê nhưng quý anh chị. Lô đất chúng ta đây ạ, theo mặt đường đây là có 8 mét nhưng quý anh chị. Chạy sâu vào tới cái vườn của chúng ta, trong đó diện tích là 5 sào. Chúng ta có thể làm nhà ở đây, kinh doanh mua bán ở đây, còn đằng sau chúng ta có thể làm vườn nhưng quý anh chị. Với cái diện tích 5 sào quý anh chị có thể chăn nuôi hoặc trồng các loại cây ăn trái ạ. Ở đây khu dân cư theo hướng này chúng ta cũng lên tới trung tâm ủy ban dân xã, trong này có một xã gọi là xã Chư Bông nhé quý anh chị, thì cũng bán kính khoảng 4 cây số nha quý anh chị, là chúng ta về tới trung tâm xã, trường học cấp 1, cấp 2. Và cũng theo hướng này chúng ta về tới trung tâm thành phố Bờ Cu Gia Lai thì khoảng 30 cây số thôi ạ. Đi thẳng hướng này chúng ta về tới trung tâm thành phố Bờ Cu nhé quý anh chị. Gia chủ đang đưa ra mới một cái giá tất cả tổng hai cái tài sản này, đất mặt đường 8 mét và đằng sau diện tích 5 sào là 1 tỷ 300 triệu nhé quý anh chị. Bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị luôn là 1 tỷ 300 triệu. Có thương lượng nhẹ nhé quý anh chị nhé. Rồi quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và chụp bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo ạ. Nhà đất xin tạm dừng video đây, xin mời quý anh chị theo dõi livestream của nhà đất ạ.